Gojek 8000. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ lấy máy điện thoại ra và mình đặt thử một chiếc xe từ đây lên tới cầu Chà Già ha. Và đầu tiên mình sẽ mở ứng dụng ra. Cái ứng dụng Gojek của mình là cái dịch vụ xe hai bánh, nó là dịch vụ GoRide nha, chứ không phải là GoBuy như ở trên phiên bản GoViet ngày trước. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ tiến hành mình đặt thử một chiếc xe. Mình sẽ đặt từ đây lên tới cầu Chà Già đi. Cuốc xe có giá là 8.000 mấy bạn ơi. Và mình đặt luôn. Tài xế sẽ sớm đến mấy bạn. Tài xế là số xe là 59L2 7203. Mình sẽ tiến hành mình gọi cho tài xế luôn ha. Alo, dạ anh tài xế không anh? Rồi anh cứ từ từ anh đi, em đợi được không sao nha. Rồi em ở ngay cái chấm định vị, anh cứ đi từ từ đi, đừng không có gấp gáp gì để không ấy, em cứ thông thả, em ở đây thông thả, em đợi không vấn đề gì hết nha. Rồi ok. Ok, vậy là mình đã gọi điện cho tài xế ha. Và tài xế đang ở bên kia đó, thì mình cũng nói với tài xế là anh cứ thông thả anh qua, chứ mình cũng không làm khó, để không mất công mất chuyện ảnh đi nhanh á, lỡ gây tai nạn hay là một cái vấn đề gì đó xảy ra không hay nha. Tài xế nó tới cho mấy bạn ơi. Do cái định vị nó sai cho nên nó đưa tuốt vô tới tận đây. Dạ chào anh. Anh là tài xế Trương Hữu Lợi phải không anh? Em là đặt lên cầu Chà Già. Chờ cho em xin cái nón nha. Hôm nay chạy được mấy điểm anh? Được mới cái 5 điểm mấy à? Dạ. 4 giờ 5 giờ từ ngày này lên thứ 6. Em đang nhiều là... khi đường giống vậy nè, đi tới chỗ tao quỷ. Đúng rồi. Đi tới chỗ quỷ. Em nãy em dòm mà em không biết rồi. Anh cứ ấy thôi. Em trước đây cũng người đàng hoàng. Em trước đây cũng em trước đây cũng làm tài xế GoViet. Em nghỉ nay được 3-4 tháng rồi. Em đang làm một cái clip để trải nghiệm cái khuyến mại của chiếc xe. Anh cứ yên tâm em đi, em trả đầy đủ chứ không có gì hết. Chứ không có phải là ấy khuyến mại đâu. Giờ mời các bạn cùng đồng hành với tài xế nha. Let's go. Mấy hôm rồi khách rồi ta chưa biết tới mua vé thôi, cho nên khi gặp có ổn không?
Ta đi có sao không anh? Đóng chợ mà. Rồi, rồi. Vừa trải nghiệm xong một cuốc xe. Nãy trả trước anh cái tiền đầu nè. Gì ra cái đó gạch rồi ha, nãy trả trước anh cái tiền đầu nè. Rồi ha. Còn lại trả cho anh. Để cho anh nhiều. Được rồi. Có 8.000 nhưng mà anh cứ cầm đi. Rồi cảm ơn anh nha. Cái nón quan trọng đó. Không à, không nhấp nhiều khi quên đó. Em dính vụ mà mất nón chạy đi kinh hoài gì. Rồi ok em trả cái nón rồi. Cảm ơn anh nha. Chúc anh có những cuốc xe thành công vui vẻ. Thêm nhiều cuốc xe. Ok và bây giờ mình đã tới rồi. Mình đang ở khu vực quận 5 dưới bên đầu Trà Già này. Và bây giờ mình sẽ tìm cách đi bộ qua bên kia đường để mình đi về. Trời ơi, gió mát quá lại. Sẽ ngồi ở đây để mình đặt một cuốc xe khác mình đi về. Tại vì ở bên kia nó ồn ào quá, nói không có nghe gì hết. Với là ở đây tài xế nó dễ kiếm hơn. Và mình bây giờ mình sẽ móc điện thoại ra mình đặt một cuốc xe về, quay về chỗ cũ. Ok, màn hình của chúng ta đây. Ok. Ok, tài xế của mình là Lưu Văn Kiệt. Số xe là 59U21-5283 ha. Tài xế của mình là một ông chú, chắc cũng lớn tuổi à, chú Kiệt. Nên là mình phải biết cách nhìn vô đây để mình đoán, xưng hô lễ phép hơn với người ta. Tài xế của mình đến nè. Dạ con chào chú. Con về phường 7, quận 8 á. 7, quận 8 nhưng mà đường gì vậy con? Dạ cái đường số 1 chú cứ chạy đi rồi có gì con chỉ cho. Giờ mình đi đường nào? Qua cầu à? Qua cầu Trà Già ha. Xuống đường qua, qua Hưng Phú à? Không, qua cầu Trà Già. Lên đi rồi. Rồi rồi. Rồi chú con xin cái nón quên. Nãy con thấy anh ráp ngót lại. Mà nó nói ủa sao ổng bận đồ ráp vậy? Chú cứ lên cầu Trà Già đi rồi có gì con chỉ. Mình đã hoàn thành xong trải nghiệm hai cuốc xe Gojet. Mỗi cuốc xe 8.000, tổng hai cuốc xe của mình là 16.000 thôi. Và
mình đã được gặp hai tài xế rất là dễ thương và rất là nhiệt tình. Và nếu anh em có nhu cầu đi lại thì hãy tận dụng cái khuyến mãi của Gojek hôm nay để mình sử dụng cái dịch vụ xe Honda hai bánh của Gojek ha. Rất là tuyệt vời mấy bạn ơi. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, bấm subscribe và bấm chia sẻ cho mình nha. Bye bye.